Chào mọi người, đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn một chủ đề, đó là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì. Chúng ta có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất nhá, để xem là thông điệp mà bạn cần nghe lúc này là gì. Ok, và thông điệp này thì nó sẽ có thể là trong bao gồm tất cả một cái những cái lĩnh vực khác nhau, những cái khía cạnh khác nhau, như là công việc, tình yêu, tiền bạc hay là bất kỳ một điều gì đó, miễn nó là cái thứ mà các bạn cần phải nghe lúc này nhá. Ok, và chúng ta sẽ đến với tụ bài đầu tiên. 1, 2, 3, chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Các bạn đến với tụ bài đầu tiên, đây là trẻ bé Trung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nha, với câu hỏi đó là thông điệp và bạn cần nghe lúc này là gì. Thì đối với các bạn chọn tụ bài số 1 ở đây á, thì mình thấy cái thông điệp mà các bạn cần nghe ấy, thứ nhất là ngay thời điểm hiện tại các bạn đang có thể là đang rơi vào trạng thái gọi là hơi hoảng loạn hoặc là hơi tiêu cực, bối rối khá là nhiều. Khi các bạn suy nghĩ khá là nhiều và quẩn quanh trong một cái vấn đề nào đó, có thể mình cảm thấy các bạn chả thiết tha đến bất kỳ một cái điều gì cả, mà các bạn chỉ để tâm đến cái áp lực nào đó, cái sự căng thẳng, stress nào đó. Mình lấy ví dụ như về công việc chẳng hạn, thì các bạn sẽ rất là chú ý đến cái phần đó, mà các bạn chả quan tâm gì đến những thứ xung quanh nữa, kể cả những thứ xung quanh nó có tốt đẹp, nó có đẹp đẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng khi các bạn đã mệt mỏi, đau đớn hay là đã mệt mỏi, đã bối rối, đã bế tắc vì một điều gì đó rồi, thì các bạn sẽ chỉ chú ý đến nó mà thôi, không quan tâm đến những thứ khác. Thì mình thông báo cho bạn một tin mừng, đấy chính là nếu như bạn đang gặp khó khăn gì đó, hãy hỏi đến sự giúp đỡ. Mình chắc chắn là sẽ có người giúp đỡ các bạn và hỗ trợ các bạn vượt qua cái tình cảnh này. Thêm vào đó nữa, đây mình thấy là bản thân bạn cũng là người tìm ra được cái cách để mà giải quyết cái vấn đề các bạn đang có. Ví dụ như mình lấy các bạn đang khó khăn về công việc này, khó khăn trong chuyện tình cảm này, khó khăn trong chuyện nọ chuyện kia vân vân và mây mây này, thì mình thấy là các bạn tìm ra được cách. Đây là chiếc chìa khóa mà các bạn có thể mở ra được cái cánh cửa mới, cái cánh cửa mà nó đang đóng ạ, mở ra cho bạn. Và mình thấy là có thể ngay thời điểm này các bạn dự định làm gì đó ấy, nhưng mà các bạn đang chần chừ đấy, chưa dám làm đấy. Nhưng mà giống như là nó đang có một cái lời kêu gọi là hãy đến đây, hãy làm đi, hãy đến đây và hãy thực hiện điều đó đi. Có những bạn sẽ là cơ hội công việc, có những bạn là chuyện tình cảm, tình yêu mới. Có thể sẽ ai đó bước vào trong cuộc sống của các bạn, họ làm thay đổi cuộc sống của các bạn, và bắt đầu các bạn cảm thấy hơi hoang mang, cảm thấy bối rối quá, cảm thấy bấn loạn quá khi mà cái điều đấy nó đến ấy. Thì điều đầu tiên đấy là ngồi xuống và hỏi xem tại sao mình lại bấn loạn vì điều đó, và cái nỗi sợ hãi đó của mình nó xuất phát từ đâu, mình có cái trải nghiệm gì mà tại sao mình lại có cái nỗi sợ hãi như vậy. Thì khi các bạn kiểm tra ra cái vấn đề thì chứng tỏ là sẽ có một cái điều gì đấy nó lòi ra để các bạn giải quyết. Thì mình thấy là ở đây á, có một cái thông điệp rất là mạnh mẽ gửi đến cho các bạn, đấy là hãy mạnh dạn bắt đầu, hãy mạnh dạn làm cái điều đó. Đó có thể là một công việc, đó có thể là tình yêu. Từ từ đợi mình một xíu nhá. Mình chỉnh cho cái quạt nó đỡ kiểu bị thổi vào cái máy á, thì nó sẽ không bị rung nữa. Thì như mình đã nói, đối với cái tụ bài này á, thì nó giống như là đã đến lúc các bạn nhận được tiếng gọi để các bạn đi thực hiện cái điều mà các bạn cần phải làm, cần phải thực hiện. Thế cho nên là mạnh dạn lên, tiến lên phía trước. Và mình thấy là có cái khởi đầu mới rất là tốt dành cho các bạn ấy. Các bạn đây đặc biệt lại còn có abundant nữa, thì mình thấy là cái sự đầy đủ, cái sự dồi dào về cả mặt vật chất lẫn tinh thần của các bạn trong cái giai đoạn tới sẽ rất là tốt nhá, sẽ rất là ok đấy. Nhưng mà mình không hiểu vì sao, mình chưa rõ vì sao mà các bạn lại bối rối như thế. Có thể là bởi vì các bạn sợ hãi, các bạn không dám bước đến cái chặng đường tiếp theo, cái cánh cửa tiếp theo. Các bạn sợ hãi, không dám bắt đầu với một mối quan hệ nào đó. Thì mình thấy là ở đây á, sẽ có người giúp đỡ các bạn. Người này có thể là người thuộc cung lửa với mã sư tử nhá. Họ có thể là một người đàn ông, bạn có thể xin lời khuyên từ họ, hoặc cái người đấy chính là cái người mà có quan hệ tình cảm với các bạn đấy. Đối với cái tụ bài này thì mình thấy đó là đang có một điều gì đấy đến với các bạn, hoặc nó đã đến rồi nhưng mà các bạn chưa dám đón nhận nó, và các bạn suy nghĩ rất là nhiều. Cho nên là hãy mạnh dạn lên mà bắt đầu nó đi, chạm lấy nó đi, nhận lấy nó đi. Đối với những ai mà chưa xuất hiện, mình thấy là nó sẽ xuất hiện trong cuộc sống các bạn thôi. Và có thể ngay thời điểm hiện tại á, nó sẽ có bắt đầu có những cái dấu hiệu, có thể là những con số nhá, số lắp nhá, 2222 gì đó. Theo mình thấy ở đây là như vậy, 2222 gì đó, thì nó có thể là sẽ xuất hiện, nó báo hiệu một cái điều gì đấy đang đến với cuộc sống của các bạn. Và mình thấy là nói chung là bạn là một người không ngán một cái điều gì cả, không ngán một ai cả. Cho nên đừng lo lắng sợ hãi một cách thừa thãi như vậy. Mình thấy là nó thừa đấy. Rồi, tiếp. Vẫn còn. Nói chung là cái thời điểm tiếp theo nó sẽ tràn đầy hứng khởi với các bạn. Và cái kết quả mà nó, bạn càng tích cực đến bao nhiêu, các bạn lại càng thu hút những điều tích cực bấy nhiêu. Ở Abundant kìa, đang chờ các bạn ở phía trước kìa.
Ôi tại sao mà không dũng cảm đây? Đây này, hãy làm sạch những cái giống như là cái lớp sương mù mà các bạn tự nghĩ tới, lớp sương mù và tất cả những thứ đấy nó che khuất cái tầm nhìn của các bạn, nó mây mù cái tầm nhìn của các bạn và nó khiến cho các bạn hoang mang lạc lối. Nói chung nó giống như một cái ảo ảnh ấy mà các bạn tự vẽ ra ấy. Đây là cái người này này, họ tự bịt mắt tự trói, và đây là kiếm thì cắm xung quanh họ nhưng họ hoàn toàn có thể cởi trói cũng như là giải thoát mình ra khỏi cái tình huống này. Thì các bạn cũng như vậy. Đây Wallflower thì mình hiểu là các bạn buồn chán đến mức độ như thế nào. Nhưng mà khó khăn quá thì cũng phải biết là nhờ đến cái sự giúp đỡ của những cái người khác nữa, bởi vì những mình thấy luôn luôn có những người sẵn sàng bước đến với bạn. Đó. Rồi, mình còn thấy một cái trường hợp nữa với cái lá bài này thì mình thấy là có thể đôi khi những cái việc bạn làm á nó hơi khác với số đông, nó hơi khác với những cái người xung quanh và với những gì mà mọi người họ muốn. Mình lấy ví dụ đi. Mình lấy ví dụ nhá. Có thể là bạn thích làm một công việc gì đấy tự do và nó là một cái niềm đam mê của các bạn, nhưng mà ví dụ bố mẹ các bạn thì lại thích các bạn phải làm nhà nước hoặc là làm một cái nơi nào đó nó ổn định á. Cho nên là các bạn cảm thấy đấu tranh rất là nhiều. Thế nhưng mà kể cả đi ngược lại số đông nhưng hãy hành động theo cái trái tim của các bạn, vì nếu như mà các bạn không không làm theo điều đó thì này các bạn cứ buồn mãi như này, các bạn cứ tiêu cực mãi như thế này này. Cho nên khi nó tới ạ, phải dũng cảm. Đôi khi cái việc dũng cảm để bắt đầu, dũng cảm để từ bỏ là một trong những cái khá là khó khăn đấy. Nhưng mà hãy biết rằng là bạn là cái người quyết định cái outcome này, cái kết quả này. Túm váy lại tụ bài này thì bạn phải dũng cảm lên, bạn có sức mạnh đấy. Để giống như là để thoát khỏi cái tình huống ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như là ai đó giới hạn bạn trong một cái khuôn khổ, một cái quy chế nào đó hay một cái gì gì đó, thì mình thấy là bạn hoàn toàn có thể bứt ra được. Cũng như là khi cơ hội tới, đừng lo lắng sợ hãi quá, bắt lấy nó. Nó có thể liên quan đến bất kỳ vấn đề gì nha, mình không giới hạn vấn đề đâu. Thư giãn đi các bạn ạ, thư giãn đi, nhẹ nhàng với mọi thứ đi, đừng làm mọi thứ nó căng thẳng lên. Nói chung là mọi thứ nó không tệ. Đây này, đã đến lúc để các bạn có thể làm. Đôi khi như mình đã nói, đó là cái việc chúng ta dũng cảm để từ bỏ và dũng cảm để bắt đầu một điều gì đó mới á. Nó là một điều khó khăn, nhưng mà chỉ cần bước một bước về hướng đúng thì những cái bước sau á, các bạn sẽ rất là dễ dàng hơn. Ok. Đấy, nó có thể rơi vào cái trường hợp như mình tả lúc nãy. Tiến lên phía trước. Yeah. Đã đến lúc để đưa ra một cái quyết định cho mình rồi. Nói chung là thời điểm này thì các bạn không thể nửa lạc nửa mỡ nữa đâu. Các bạn không thể kiểu phân vân rồi mù mờ trong những cái quyết định của mình đâu. Đã quyết định dấn thân là dấn thân đến cùng, không lo sợ, không lo lắng, không sợ hãi. Còn nếu đã như mà không vượt qua được ấy, thì ở lại trong cái vùng đấy thôi. Đừng có suy nghĩ gì về việc tiến lên nữa. Nhưng mình thấy là chắc chắn là các bạn sẽ làm được điều này, sẽ vượt ra khỏi cái tầm kiểm soát này, bất kỳ điều gì xiềng xích các bạn. Rồi rồi rồi. Tụ số 1. Hãy giữ vững cái tinh thần của mình cho dù cái con đường bạn đi nó có khó khăn đến như nào, và bạn được bảo vệ bởi angel, bởi những thiên thần. Yeah. Giống như á, đã đến lúc để các bạn chọn cho mình con đường đã có. Mình thấy cái tụ bài này nó có một cái thông điệp rất là xuyên suốt, rất là nhất quán, đấy là bạn đang được kêu gọi để đi theo một con đường nào đó, mà con đường đấy nó có thể khác so với những cái người xung quanh rất là nhiều. Nó có thể khác với những cái chuẩn mực của người khác rất là nhiều. Có những bạn đây có thể là về giới tính của các bạn nữa này. Nhưng đó là con đường mà trái tim bạn mong muốn, khao khát, và mình thấy rằng là đây là cái kế hoạch, đây là thứ mà các bạn đã cam kết là các bạn sẽ vượt qua, và các bạn vượt qua nó, các bạn sẽ là một đã ghi được một cái thành tựu khá là lớn đấy trong cái danh mục mà các bạn đã cam kết là các bạn thực hiện trong cái kiếp sống này. Và cứ yên tâm, trên mỗi bước đường bạn đi á, bạn sẽ được bảo vệ, sẽ được chở che, sẽ được yêu thương. Đừng lo lắng quá nhiều. Đây, chuẩn bị cho một cái cycle mới nha. Rồi, hai lá bài này đều nói về việc đấy là hãy chuẩn bị bước sang một khung cảnh mới, một cái cycle mới, một cái chu kỳ mới đến với cuộc sống của các bạn. Rõ ràng mình cũng hiểu cái điều bắt đầu một điều gì đấy mà kiểu nó trái ngược với số đông á, nó khó lắm. Nhưng mà mình thấy nó với lại là cái thứ mang đến cho bạn cái tiếng nói thực sự bên trong bạn.
bạn mới được là chính bạn. Và khó khăn hãy hỏi đến sự giúp đỡ nha, mình thấy sẽ có sự giúp đỡ này. Bạn đang chần chừ này thì bạn sẽ có sức mạnh để vượt qua này. Đó, đó là những thứ mà các bạn được nhắn nhủ ở đây nhá. Đó là các bạn chọn số 1, chúng ta đến với số 2. Bạn đến với tụ bài số 2 nhá. Đây là trẻ bé Trung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở với câu hỏi đó là câu hỏi của các bạn đó là thông điệp mà bạn cần nghe lúc này là gì. Thì tụ bài này là một cái tụ bài mà mình thấy là lật lên mình phải há mồm đấy. Bởi vì mình thấy là mình biết những thứ mà các bạn đang trải qua nó như thế nào. Thứ nhất là mình thấy có thể các bạn, có những bạn đây á, thì các bạn đang cảm thấy rất là cô đơn, rất là lẻ loi, cảm thấy giống như là mình bị bỏ rơi đối với mọi thứ ấy. Cho dù là có thể là bạn vẫn luôn có người bên cạnh, nhưng mình cảm thấy rằng là bạn không cảm nhận được rằng là mọi người hiểu bạn. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đấy là mình thấy có thể bạn đang trải qua một cái nỗi đau nào đó rất là kinh khủng. Mà cái nỗi đau này giống như cái lá mười kiếm á. Đó, nó chạm đáy của nỗi đau, nó tận cùng của nỗi đau á. Mình tạm thời chưa phân tích là cái nỗi đau này của nó, của các bạn là nó xuất phát từ đâu. Nhưng mình thấy rằng là nó đau. Nó khiến bạn rất là đau đớn, khiến bạn cảm thấy rất là cô đơn. Có những bạn ở đây thì có thể liên quan đến công việc tài chính tiền bạc, mà kiểu tiền bạc hơi khó khăn một chút á. Và nói chung đây này, bạn chính là kiểu như thế này này, lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài đó. Bởi vì sao? Bạn quá mệt mỏi với những thứ mà mình phải trải qua. Và mình cảm thấy mình rất là chia sẻ với những gì mà các bạn đang trải qua ở ngay thời điểm hiện tại. Bởi vì là nó không phải là cái điều dễ dàng đối với các bạn. Nhưng mà ở đây á, nhớ rằng là khi mà muốn đến được bình minh ấy, thì chúng ta phải trải qua đêm đen. Bình minh đến càng gần thì đêm càng đen. Nhưng mà các bạn với cái lá mười kiếm ở đây thì tin mình đi, nó đã là cái mức cuối của đáy rồi. Của đáy rồi, nó sẽ đi lên cho các bạn mà thôi. Và các bạn giống như cái người này, họ nằm ở đây như vậy thật, nhưng các bạn nhìn thấy không, ở phía xa xa đây chính là ánh sáng, là bình minh đang tới và đêm đen nó đang dần lùi đi. Đó, không phải tự nhiên mà cái lá bài nó là như vậy đâu. Bởi vì sao? Đã đến lúc để mà nó chạm xuống đáy rồi. Mình hiểu cảm giác của bạn, mình hiểu những gì các bạn đang trải qua, các bạn đau đớn đến như thế nào. Thế nhưng mà chắc chắn nó sẽ vượt qua, bạn sẽ vượt qua được thôi. Và mình thấy là với cái lá bài này này, nó nói với, cho các bạn về việc đấy là càng giai đoạn tiếp theo đây này, các bạn sẽ lại càng rõ ràng được những cái vấn đề khác ở trong cuộc sống của các bạn liên quan đến cái vấn đề này. Có những bạn thì chia tay người yêu, có những bạn thì công việc tồi tệ, có những bạn thì cuộc sống nó đột nhiên tất cả mọi thứ nó cùng đổ ập xuống. Thế nhưng mà bạn sẽ nhận ra được cái vấn đề đằng sau cái câu chuyện này, rằng có thể cái mối quan hệ đó nó có vấn đề từ rất là lâu rồi, cái người đấy đã từng lừa dối các bạn hoặc là cái công việc đó các bạn đã nó đã không còn phù hợp với các bạn nữa rồi. Tức là rất là nhiều thứ bên trong bạn nó sẽ kiểu bật sáng, được bật sáng, và nhớ rằng là tất cả mọi thứ ấy là để dành cho bạn, để dành cho cái sự phát triển của các bạn. Mình thấy là thời điểm tiếp theo á, các bạn cũng sẽ vượt qua được những cái thứ này, mặc dù là nó rất là kinh khủng đúng không, nhưng mà mình thấy các bạn sẽ vượt qua được. Và thêm vào đó nữa ấy, đấy là ok, đây, đợi mình một xíu, mình rút lốt là bài, sau đó mình sẽ nói kỹ hơn. Hãy biết là bản thân các bạn ấy đang sống trong một cái dòng chảy của sự yêu thương. Và khi chúng ta được đặt vào nghịch cảnh ấy, thì chúng ta mới có thể phát huy được tất cả những cái sức mạnh mà chúng ta có. Có thể rất là nhiều bạn nói rằng là ôi tôi không muốn điều đấy đâu, tại sao lại đặt tôi vào điều đó. Nhưng mà người ta nói rằng là gì, không có áp lực thì không có kim cương, kiểu như thế. Thật ra tất cả những cái thứ đấy nó chỉ đang rèn luyện bạn trở thành một cái viên ngọc quý như thế này. Đấy, đúng, không có áp lực, không có kim cương. Mình nói xong mình mới nhìn thấy cái lá bài này. Bạn là một cái viên ngọc quý, nhưng mà nó cần được mài giũa, nó cần được thử thách. Và tin mình đi, sau cái giai đoạn này bạn sẽ khác rất là nhiều. Nó khám phá, nó sẽ khám phá ra một cái khía cạnh khác trong cuộc sống của các bạn. Đấy là cái sự có thể là các bạn sẽ đứng lên vì chính bản thân của mình để chiến đấu, cho dù cái tình huống này nó là cái điều gì đi chăng nữa nha. Và mình thấy rằng là các bạn có thể dùng nước, uống nhiều nước, hoặc là tắm, hoặc là làm gì đó với nước á, để mà có thể là nó cũng sẽ là một cái cách để các bạn rửa sạch đi những cái thứ, những cái cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống của các bạn. Đây là một cái phần thêm tiếp đó nữa ấy, đó chính là hãy chuyển hướng cái sự tập trung của các bạn từ những cái điều tiêu cực ấy vào những cái điều tích cực hơn. Bởi vì mình thấy ngay thời điểm này á, cái mà bạn thực sự thực bạn bạn bạn
sử dụng lời hấp dẫn á, có thể là nó sẽ hấp dẫn vào cuộc sống các bạn rất là nhanh. Bạn càng tích cực bao nhiêu á thì các bạn càng map được với cái tần số, với những cái thứ tốt đẹp hơn nó đến với cuộc sống của các bạn. Rồi rồi rồi, cụ thể hơn. Số 2. Letting go đến lúc để các bạn buông bỏ một điều gì đó nó không thuộc về các bạn. Nhưng mà mình chắc chắn một điều là sắp tới đây á, các bạn sẽ khám phá ra một điều gì đó, một cái điều gì đấy sẽ sáng tỏ liên quan đến cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải, tình yêu, công việc hay bất kỳ điều gì đó khiến cho bạn đau khổ đến như thế này á. Mình thấy là các bạn sẽ nhận ra được. Và ok, và mình thấy rằng là đừng bao giờ mất đi hy vọng với những cái thứ nó đang diễn ra. Có những ngày nó sẽ rất tồi tệ, nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ kéo dài mãi mãi đâu. Chắc chắn là sẽ đến ngày đẹp tươi cho các bạn thôi. Go with the flow. Nói chung á, với cái thời điểm này á, mình không thể nói gì nhiều hơn được ngoài cái việc động viên các bạn, cổ vũ các bạn thôi. Bởi vì mình biết là chắc chắn các bạn sẽ vượt qua được. Có những thứ, ngay bản thân mình cũng thế, cũng có những cái thời điểm mà trải qua những cái cảm xúc cực kỳ là tiêu cực. Tiêu cực lắm, mặc dù mình nói thì nói với mọi người như vậy, khuyên mọi người như vậy, nhưng bản thân mình cũng có vấn đề riêng của bản thân mình. Mình cũng cảm thấy rất là tiêu cực. Thế nhưng mình biết điều đó nó sẽ diễn ra, mình biết là cái đấy, điều đấy nó sẽ qua đi, và mình chấp nhận cái cảm xúc đó, cái câu chuyện đấy nó cần phải đến. Mặc dù đó chưa bao giờ là điều mong muốn, nhưng càng khi mà mình nhìn xa hơn, khi mà mình đi sâu hơn nữa, thì mình phát hiện ra rằng là tất cả những cái thay đổi đó nó đã đem đến cho cuộc sống của mình có một cái trải nghiệm tốt hơn. Mình học được nhiều bài học hơn, cuộc sống của mình nó cũng thay đổi theo cái hướng tích cực hơn, phát triển hơn. Thì tương tự như câu chuyện của các bạn thôi, có một cái hành trình mới đang chờ các bạn ở phía trước. Có những thứ mà rất là tuyệt vời còn đang chờ các bạn tiến lên để khám phá cơ. Nhưng mà đó là những thứ thuộc về tương lai, còn ngay thời điểm hiện tại thì quả thật nó không dễ dàng với các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn vượt qua được á, ngày đẹp tươi chắc chắn đến với các bạn. Rồi, cụ thể hơn một xíu nữa. Rồi, thông điệp dành cho các bạn cho tụ bài số 2 để bạn cần nghe. Thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì? Tụ số 2. Nói chung là khi mà nhìn bài, rút bài lên thì mình cũng cảm thấy mọi thứ nó khá là nặng nề với các bạn. Cụ thể hơn tụ bài số 2 không được, tụ bài số 2. Các bạn đang nghe lá bài này. Lá bài này có nghĩa là sự thay đổi thì luôn tốt. Chắc chắn là khi cái sự thay đổi nó đến ý, thì chúng ta không mong muốn điều đó, bởi vì các bạn đang cảm thấy nó ok ngay thời điểm hiện tại, nhưng mà nó thực chất là đã mục giữa từ rất là lâu rồi, cho nên đã đến lúc, đến thời điểm nó cần phải thay đổi rồi. Và nhưng mà biết rằng là cái sự thay đổi này là để dành cho bạn, giúp cho bạn tốt hơn, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi nhiều hơn. Và nói chung là bạn đã được sinh ra với cái sự đặc biệt đó, tức là có thể bạn sẽ trải qua những cái điều này điều kia mà nó không giống ai cả. Thế nhưng mà đó là cái điều đặc biệt mà các bạn đã lựa chọn. Bạn biết là bạn cần phải làm gì mà. Bạn nó có tất cả những thứ mà bạn cần. Tụ này nhá, mình biết là các bạn đang trải qua một cái giai đoạn khó khăn, nhưng mình luôn cảm thấy rằng là các bạn ý thức rất là rõ những thứ mà các bạn cần làm. Mình luôn có cảm giác như vậy đối với cái tụ bài này. Tức là các bạn biết là ôi mình đau đấy, mình buồn đấy, mình khó chịu thật đấy. Thế nhưng mà mọi thứ nó cũng sẽ qua thôi, mọi thứ nó cũng sẽ ổn thôi. Rồi. À, sắp tới vẫn còn nhá. Quên một điều, xin lỗi, quên. Sắp tới nhá, mình thấy có thể có sẽ có ai đó xuất hiện trong cuộc sống các bạn nha. Sắp tới rồi, gần lắm. Người này có thể sẽ đến để làm bạn và hỗ trợ các bạn. Nó giống như là một cái người mà một người đồng đội á của bạn á, đến hoặc chiến đấu cùng bạn ấy, đến để giải cứu, kiểu như là hỗ trợ bạn, không phải là giải cứu mà là hỗ trợ bạn, ứng cứu cho các bạn. Đến. Và cái người này đến rất là nhanh, người này có thể người tụ cung khí và bình thiên minh song tử. Có những bạn thì là đây là cái người bạn của các bạn rồi, họ đã đang cùng các bạn chiến đấu với những thứ mà nó tồi tệ trong cuộc sống của các bạn rồi. Tụ
tụ này chỉ có thể là vượt qua nghịch cảnh thôi. Đó, mình thấy tìm hiểu sâu hơn thì có thể là các bạn đã bị lừa dối bởi một ai đó. Ai đó lừa bạn hoặc là các bạn bị lừa một cái gì đó và điều đấy khiến cho bạn cảm thấy rất là thất vọng. Có những bạn thì bị lừa mất cả tiền luôn. Trời ơi, đó ra những cái lá bài mà mình cảm thấy là không có nỗi đau nào có thể diễn tả được cái nỗi đau của các bạn cả. Không có từ ngữ gì có thể diễn tả nỗi đau của các bạn cả. Nhưng mà sau vụ này nhá, sau cái vụ vấp ngã này này, các bạn sẽ biết ai thực sự tốt với mình. Đấy là điều chắc chắn. Bởi vì cái người lúc trước ấy, có thể là những cái người lúc trước, người bạn, đồng nghiệp hay là bất kỳ một ai đó ấy, họ chỉ nói cái mồm của họ rất là hay, hoặc là họ dỗ dành bạn rất là hay, nhưng mà hành động của họ thì không có. Nhưng đến khi các bạn mới nhận ra là cái người mà thực sự là có thể là nói với bạn không hay, họ thô lỗ một chút đấy, nhưng mà lúc của bạn gặp khó khăn nhất, họ lại lao đến cứu bạn, họ lại lao đến phi đến lại năm xu nữa. Nhiều bạn có thể là bị lừa tiền, nhiều bạn thì cảm thấy rất là cô đơn với mọi thứ. Có những bạn thì liên quan đến việc tức là mình cảm thấy giống như là bạn dồn rất là nhiều tình cảm cho thứ gì đó, nhưng mà nó lừa bạn, nó không thành thật với bạn ấy. Thậm chí là nó lừa tiền bạn, nó lừa tình bạn, hay là nó làm một cái gì đó mà nó khiến cho các bạn cảm thấy thất vọng lắm. Thế nhưng mà sau vụ này á, thì mình thấy các bạn sẽ rất là khác. Sẽ trở thành một viên ngọc rất là quý giá mà không phải ai cũng muốn nó cũng có được đâu. Đó sẽ giống như là một cái sự tôi luyện, rèn luyện cho các bạn, để các bạn trở thành một cái viên đá quý rất là lấp lánh. Trên nhớ là tất cả những nước mắt, máu, cả mồ hôi của các bạn bổ ra, và kể cả những cái đau khổ mà các bạn đang trải qua, nó không hề vô ích. Nhớ điều đó. Và sau đây á, thì có thể là bạn sẽ sáng tỏ ra rất là nhiều điều trong cuộc sống này. Trên cố gắng lên nha các bạn ơi. Đó là các bạn chọn tụ số 2, chúng ta đến với số 3 nhé. Đến với tụ bài số 3, đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nha. Với câu hỏi đó là thông điệp bạn cần nghe lúc này là gì, thì đối với tụ bài số 3 này thì nó khác hẳn so với tụ bài số 2, tụ bài trước. Tụ bài này á, mình thấy rằng là có thể là các bạn đang mất kiên nhẫn với một cái điều gì đấy. Ví dụ như là các bạn đang chờ tin tức từ công việc, từ ai đó, từ điều gì đấy, từ visa hay là từ du học hay là từ bất kỳ một cái gì đó. Thì mình thấy là các bạn bị mất kiên nhẫn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn quá kiểm soát về mặt thời gian là bao giờ nó sẽ tới với mình, bao giờ nó sẽ tới với mình. Và bạn càng làm thế, các bạn càng cảm thấy khó chịu và không bình yên bên trong tâm hồn của mình á. Thì mình sau đó các bạn cảm thấy cáu với mọi thứ vì nó đang không diễn ra theo cái cách mà các bạn mong muốn. Tuy nhiên ở đây á, mình thấy là cái tin đấy của các bạn ấy, nó sẽ đến, các bạn sẽ nhận được một cái tin tức gì đó từ xa, nhưng mà phải kiên nhẫn, bởi vì nó sẽ không đến ngay và luôn với các bạn đâu. Thời điểm này á, nghỉ ngơi các bạn ạ. Nghỉ ngơi hoặc là làm một cái gì đó mà nó khiến cho các bạn cảm thấy bình yên bên trong tâm hồn ấy, hoặc là làm một cái gì đó khác đi để cho các bạn đỡ nghĩ ngợi đến cái vấn đề đó. Bởi vì sao đây này, các bạn có xu hướng muốn kiểm soát một điều gì đấy, mà càng kiểm soát thì chắc chắn là nó không được thả lỏng, nó sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ nó sẽ cảm thấy khiến cho các bạn cảm thấy giống như là bế tắc ấy, khó chịu ấy, vì nó không theo ý của mình mà. Cho nên ở đây có một lời khuyên duy nhất cho các bạn thôi, đấy là hãy kiên nhẫn với những gì nó sẽ tới với các bạn. Chắc chắn cái điều này nó sẽ tới. Mình thấy rằng là khi mà nó tới á, bạn sẽ vui lắm, bạn sẽ giống kiểu như là hét lên với cái sự ngập tràn, cái sự vui vẻ và hạnh phúc ấy. Và thêm vào đó nữa thì mình thấy rằng là bạn sẽ hiểu ra được rất là nhiều vấn đề, giống như kiểu sáng mắt ra ấy, thức tỉnh ra ấy, trong một số vấn đề rằng là không phải là cái điều đấy nó không tới, mà đôi khi chúng ta phải cho nó thời gian. Khi bạn gieo một cái hạt mầm á, bạn chờ đến nó mọc thành cây này, rồi là tạo hoa tạo quả cho các bạn, thì các bạn mới có thể hái nó xuống được. Chứ bạn vừa mới gieo xong hôm sau bạn bới nó lên á, thì nó chết ngay hoặc là nó sẽ không nảy mầm được. Cho nên bạn phải cho mọi thứ đủ đầy thời gian thì nó mới có thể cho bạn một cái quả tốt nhất. Cho nên ở đây các bạn có lá bài này, cái tình huống mà các bạn gặp phải á, nó sẽ cải thiện trong cái giai đoạn tiếp theo. Và mình thấy rằng là khi mà cái điều mới nó tới á, nó cũng sẽ làm thay đổi cuộc sống của các bạn rất là nhiều. Nó đánh dấu một cái chặng đường mới, một cái chặng đường mới, tất cả những cái điều cũ ấy, nó sẽ khép lại để cho các bạn một cái cơ hội mới, một chặng đường mới. Có những bạn thì có thể là liên quan đến việc đi định cư chỗ khác này, hay có những bạn làm hẳn một công việc khác này. Nói chung là nó mang một cái tính sang trang rất là mạnh mẽ. Nhưng mà yên tâm, cứ yên tâm về mọi thứ, các bạn sẽ được bảo vệ. Và tin này sẽ tới với bạn, không sớm nhưng mà sẽ tới với bạn. Chắc chắn nó sẽ có cải thiện ở đây. Và khi mà nó tới, mình thấy là các bạn sẽ nắm bắt nó giống như một cái cơ hội để các bạn tỏa sáng bung lụa ấy.
Rồi, tiếp. Đừng từ bỏ trước khi nó chưa tới nha các bạn ơi. Nó sẽ tới mà, đừng từ bỏ trước khi mà cái điều đấy nó xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Bạn mà từ bỏ là bạn dở rồi đấy. Giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực thôi. Hai cái lá bài này nó cho mình cái cảm giác gì đó, nó rất là tươi sáng, rất là lấp lánh, rất là tuyệt vời, đem đến cho bạn rất là nhiều cái hy vọng. Mình thấy cái người mà đem đến Rồi. Có thể một số bạn là sẽ là đi xa, đi đâu đấy, hay là đi du học, hay là một cái tin tức gì đấy mà mình thấy nó đến từ xa nha các bạn ơi. Đặc biệt là với những bạn nào mà tin tức nó đến từ xa nha, mà mình thấy là có liên quan đến một người nam, một người nữ, của họ có thể là cái người quyết định cái vấn đề này của các bạn đấy. Rồi, vẫn còn. Tụ này thì nó nhẹ nhàng nhất trong các tụ các bạn ạ. Nó nhẹ nhàng nhất. Mình cảm thấy thời điểm này nó giống như là các bạn phải chờ thôi, chứ không không thể làm bất kỳ một điều gì đấy để cố gắng cải thiện nó đâu. Như là các bạn cố đấu tranh hay là cố vật lộn hay là cố làm cách nọ cách kia, tác động nó ấy, nó cũng không đến được. Và chính cái điều đấy thì nó khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Nên thoải mái đi, mình thấy cái lá bài này nó nói về cái việc đấy là bạn sắp nhận được cái một điều gì đấy của các bạn, nó sắp trở thành hiện thực, bạn sắp đạt được một cái điều gì đó rồi, và khi đó bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc ở đây. Tận hưởng từng giây từng phút trong cuộc sống của chính các bạn, khó khăn nào các bạn cũng sẽ vượt qua được. Hãy tin tưởng vào kế hoạch của Divine. Chắc chắn là nó sẽ tới thôi, nhưng mà nó cần thêm thời gian các bạn ạ. Cụ thể hơn, tụ số 3, thông điệp của tụ bài số 3. Thông điệp tụ bài số 3. Bạn vẫn có rất là nhiều thời gian mà, chứ việc gì mà phải sốt ruột nhỉ, bình tĩnh đã nào, đúng không? Wow, có những bạn ở đây á, lá này lúc nãy nó nhảy ra rồi nhưng mà mình lại nhét nó lên. Thì mình thấy là với cái một số bạn đây có thể là có cái câu chuyện tình cảm gì đó liên quan đến tình yêu. Thì ở đây nó nói về việc đấy là tình yêu thì không nhất thiết là phải ở gần. Thì mình thấy là có thể có một số bạn sẽ cảm thấy rất là sốt ruột vì không gặp được cái người mà mình yêu bởi vì dịch bệnh chẳng hạn, hoặc là các bạn hẹn nhau mà các bạn chưa gặp được và các bạn đang cảm thấy rất là sốt ruột vì mọi thứ á. Từ từ các bạn ạ, các bạn sẽ gặp được chắc chắn, nhưng mà phải từ từ nhá, đừng cố gắng kiểm soát lại thành cãi nhau đấy. Nên là tình yêu thì không nhất thiết là phải ở gần nhau đâu, đôi khi cái khoảng cách ấy, nó giống như là một cái nó giống như một cái gia vị nêm vào cái tình yêu của các bạn. Nó không, mình có đọc một câu rằng là gì, tình yêu mà sẽ không bao giờ vì khoảng cách mà kiểu như là rời xa nhau đâu. Các bạn chỉ có thể rời xa nhau khi mà các bạn hết yêu nhau thôi, và cái tình yêu đấy nó không đủ lớn để nó vượt qua những cái khoảng cách đấy thôi. Còn đã có rất là nhiều tình yêu minh chứng cho các bạn thấy rằng là nó rất là xa nhau nhưng nó vẫn ở bên cạnh, nhưng mà hai người vẫn cuối cùng vẫn đến bên cạnh nhau, vẫn yêu nhau, vẫn đến bên cạnh nhau. Lá này nó nãy nó ra rồi, xong rồi mình lại nhét vào đấy, xong mình không không lấy nó nữa, xong cuối cùng nó lại ra. Kiểu gì thì thông đã là thông điệp thì nào nó cũng phải lôi ra mà lại. Tụ số 3, say yes. Mọi thứ nó không nghiêm trọng như là các bạn nghĩ đâu, hãy thả lỏng hơn một chút nữa. Thời điểm này thì hơi bối rối một tí, hơi cảm thấy lạc lối một tí, nhưng mà hãy cứ tiếp tục nhìn về phía trước, tin vào cái thứ mà các bạn đang theo đuổi á, nó sẽ tới để khiến cho các bạn tỏa sáng. Đây này, hãy kiên nhẫn với tất cả những thứ đó đang diễn ra nha. Còn đâu cái gì khi nào ví dụ như trải bài mà nó báo hiệu cho các bạn là cái tin tức này nó sắp đến á, thì mình cũng sẽ thấy ngay, nhưng mà với trải bài này thì nó bảo bạn chậm lại, từ từ đã. Nó sẽ tới, ok, nếu như mà đã có thể liên quan đến tình yêu thì mình sẽ rút bộ từ bộ bài tình yêu nhá. Tự nhiên là mình nhớ đến cái bài chiếc khăn gió ấm ghê. Cụ thể hơn đối với tụ bài số 3.
thế nào đây? Religious factor. Rồi, fantasy and career. Như mình đã nói từ ngay từ đầu á, bạn có thể tìm một cái điều gì đấy để giống như là để làm á, nó sẽ phân tâm cho các bạn, nó sẽ đỡ khiến các bạn suy nghĩ. Đấy là một trong những cái cách đấy. Và hãy xếp với to love, đối với ai mà đang có tình yêu xa nào đó ở đây á, thì hãy an tâm về cái mối quan hệ đó, nó vẫn an toàn nhé. What waiting for? Có rất là nhiều điều đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Có những bạn đây thì đang hẹn hò tán tỉnh gì đó với nhau thông qua mạng xã hội. Tụ số 3. Biết ngay mà. Đây các bạn thấy không? Cái cô gái này hoặc cô ấy kiểu như là dùng lát á. Kiểu các bạn sẽ nhắn tin, sẽ gọi hoặc là email gì đó với nhau. Nhưng mà yêu nhau ai nhắn email nhở? Nhưng mà mình thấy rằng là sẽ có nói chuyện gì đó với nhau thông qua tin nhắn, thông qua mạng xã hội hay là gì đấy ấy. Và mình thấy rằng là bạn đừng có gắt lên đối với cái thứ mà nó chưa tới với bạn. Bởi vì bạn càng gắt lên á, nó càng không có lợi ích gì cho bạn. Nên dành thời gian để nghỉ ngơi, nghe nhạc này cũng là một cách này, xem phim cũng là một cách này. Nghỉ ngơi hay tập luyện hoặc tập trung vào một cái vấn đề gì đấy, ví dụ như công việc chẳng hạn. Yeah. Bạn mình thấy nếu như liên quan đến tình yêu thì bạn sẽ gặp họ thôi. Rồi, cụ thể hơn. Tụ số 3. Tụ số 3. Có thể bạn sẽ liên quan đến một cô gái nhuộm tóc màu nha. Mình thấy có thể sắp tới các bạn sẽ nhận được món quà gì đó từ phương xa nữa. Một số bạn là như thế. Và thời điểm tiếp theo á, bạn sẽ rất là vui vẻ với những gì mà đến với các bạn. Cho nên là cứ kiên nhẫn đi, nó không uổng công chờ đợi của các bạn đâu. Đó là các bạn chọn tụ số 3 nhá. Cảm ơn các bạn lắng nghe nha, like, đăng ký kênh của mình nha. Bye bye.